thi sáng ngày hôm nay, khi thi công bố xong, chúng ta quý thầy cô cho các em ngồi, đề nghị các bạn ở phía dưới đó, chúng ta lùi về sau 5 mét đi, để hồi thầy cô lên chụp hình nữa, chúng ta lùi sau chút xíu nữa. 50 mét tự do tiểu học, và quý thầy cô có thể cập nhật lại. 50 mét tự do tiểu học nữ giải nhất Nguyễn Phương Giang tiểu học An Bình, giải nhì Nguyễn Thanh Trúc. Chưa ngồi dưới đi, con ngồi đó. Để anh Trung qua cho mấy cháu nó ngồi theo thứ tự đi, ngồi đừng quá cái chung anh. Công bố hết luôn, 1, 2, 4, 6 luôn. Rồi. Chút xíu đi, công bố để tập trung các đoàn vào đi. Giải nhất Nguyễn Phương Giang tiểu học An Bình, giải nhì Nguyễn Thanh Trúc tiểu học Phương Gia, giải ba Lâm Thị An Nhi tiểu học Phương Gia, hạng tư Nguyễn Hải Anh Tân Hội Trung hai, hạng năm Trần Thị Tiên Hương Tân Hội Trung hai, hạng sáu Mai Hoàng Yến tiểu học Bình Thành Tây. Tự do nữ nhóm 12-13, hạng nhất Nguyễn Tiên Thoại trung học cơ sở Quốc gia, hạng nhì Lê Thị Kiều Nhi trung học cơ sở Bá Sao, hạng ba Lê Thị Thị Tiên trung học cơ sở Cấu Dòng, hạng tư Nguyễn Dương Trâm Anh trung học cơ sở Bá Sao, hạng năm Nguyễn Hồng Ngọc Thơ trung học cơ sở Tân Hội Trung, hạng sáu Nguyễn Thị Hồng Tươi trung học cơ sở Mỹ Hội. 150 mét tự do nữ nhóm 14-15, hạng nhất Nguyễn Thị Kim Ngân trung học cơ sở Bá Sao, hạng nhì Quỳnh Thị Như Ý trung học cơ sở Như Mỹ, hạng ba Trần Thị Yến Quy trung học cơ sở Bá Sao, hạng tư Nguyễn Tuyền Bảo Ngọc Bình Thành Tây, hạng năm Nguyễn Thị Ngọc Đẹp trung học cơ sở Tân Hội Trung, hạng sáu Ngô Thị Ngọc Nhi trung học cơ sở thị trấn Quý Thọ. 100 mét tự do nữ trung học phổ thông, hạng nhất Dương Thị Ngọc Nhi trung học phổ thông Cao Đồng Nai. 50 mét tự do tiểu học, hạng nhất Lê Quỳnh Minh Nhật tiểu học Diệm Mỹ, hạng nhì Chuông Văn Quán tiểu học Phong Mỹ hai, hạng ba Đặng Hải Đăng tiểu học Cáo Dòng, hạng tư Nguyễn Quang Linh Vũ Phong Mỹ hai, hạng năm Lê Minh Gia Bảo tiểu học Cáo Dòng, hạng sáu Nguyễn Minh Vũ Ba Sao một. 50 mét tự do nam nhóm 12-13 trung học cơ sở, hạng nhất Võ Gia Bảo trung học cơ sở Ba Sao, hạng nhì Trần Lê Đăng Trường, trung học cơ sở Tân Hội Trung, hạng ba Nguyễn Quang Phúc trung học cơ sở Bình Thạnh, hạng tư Nguyễn Tất Đạt trung học cơ sở Bá Sao, hạng năm Quỳnh Vũ Linh trung học cơ sở Bình Thạnh, hạng sáu Võ Gia Hòa trường trung học cơ sở Như Mỹ. 50 mét tự do nam nhóm 14-15 trung học cơ sở, hạng nhất Phạm Thanh Quy trung học cơ sở Như Mỹ, hạng nhì Nguyễn Hoàng Khang trung học cơ sở Ba Sao, hạng ba Lê Hoàng Anh trung học cơ sở Ba Sao, hạng tư Quỳnh Quốc Đạt trung học cơ sở Tân Hội Trung, hạng năm
Phạm Quy Gánh, trung học cơ sở Bình Thạnh. Hạng 6, Trần Phát Triển, trung học cơ sở Bình Thạnh. Nội dung 100m tự do nam trung học phổ thông. Hạng nhất, Phạm Hoàng Huy, trung học phổ thông Thống Linh. 50m ếch nữ tiểu học. Giải nhất, Đặng Bích Ngọc, tiểu học Nhị Mỹ. Hạng nhì, Nguyễn Thương Trang, tiểu học An Bình. Hạng ba, Đặng Như Ngọc, tiểu học Nhị Mỹ. Hạng tư, Lâm Thị Ngọc Hà, 361. Hạng sáu, Lê Nguyễn Ngọc Tường Vi, 361. Hạng sáu, Phạm Lê Bảo Lam, trung học cơ sở tiểu học 362. 50m tự do nữ nhóm 12-13. Hạng nhất, Bùi Thị Yến Nhi, trung học cơ sở 3 sao. Hạng nhì, Trần Thị Nhã Anh, trung học cơ sở 3 sao. Hạng ba, Ngô Thị Hoài Hạnh, trung học cơ sở Bình Thạnh. Hạng tư, Đặng Thị Ngọc Yến, trung học cơ sở Bình Thạnh Tây. Hạng năm, Nguyễn Thị Ánh Tiên, trung học cơ sở Tân Hội Trung. Chúng ta không có hàng 6, nhưng hàng 6 có hai bạn viên bỏ cuộc. 50m tự do nữ nhóm 14-15 trung học cơ sở. Hạng nhất, Hồ Thị Yến Côi, trung học cơ sở có sao. Hạng nhì, Quỳnh Thị Như Ý, trung học cơ sở Như Mỹ. Hạng ba, Phạm Thị Thảo Nguyên, trung học cơ sở có sao. Hạng tư, Võ Thị Kim Điền, trung học cơ sở Tân Hội Trung. Hạng năm, Nguyễn Thị Ngọc Đẹp, trung học cơ sở Tân Hội Trung. Tiếp theo là 50m ếch nam tiểu học. Hạng nhất, Dương Chí Điện, tiểu học phòng 12. Hạng nhì, Đặng Hải Đăng, tiểu học Gáo Dòng. Hạng ba, Lê Chí Khang, tiểu học Nhị Mỹ. Hạng tư, Cao Hoàng Hảo, tiểu học An Bình. Hạng năm, Nguyễn Minh Vũ, 361. Hạng sáu, Võ Minh Học, trường tiểu học phòng 12. Nội dung 50m ếch nam 12-13 trung học cơ sở. Hạng nhất, Lâm Văn Phim, trung học cơ sở có sao. Hạng nhì, Lê Minh Cang, trung học cơ sở Nguyễn Văn Đình. Hạng ba, Quỳnh Tuấn Trang, trung học cơ sở có sao. Hạng tư, Võ Gia Hòa, trung học cơ sở Như Mỹ. Hạng năm, Nguyễn Trần Hoàng Khang, trường trung học cơ sở Mỹ Hội. 50m ếch nam 14-15 trung học cơ sở. Hạng nhất, Đặng Hải Lưng, trung học cơ sở có sao. Hạng nhì, Phạm Thanh Huy, trung học cơ sở Nhị Mỹ. Hạng ba, Lê Tiết Kiệt, trung học cơ sở Tân Hội Trung. Hạng tư, Hồ Đăng Coi, trung học cơ sở có sao. Hạng năm, Sơn Quỳnh Hải Duy, trung học cơ sở Bình Thạnh Tây. Hạng sáu, Lâm Quốc Du, trung học cơ sở Bình Thạnh. Nội dung 100m ếch nam trung học phổ thông. Hạng nhất, Lê Thanh Giàu, trung học phổ thông Cao Lãnh An. 4 x 50 tiếp sức nữ trung học cơ sở. Hạng nhất, trung học cơ sở ba sao. Hạng nhì, trung học cơ sở Tân Hội Trung. Chúng ta có 3 đơn vị tham gia tiếp sức 4 x 50 nam trung học cơ sở nhóm 12-13. Hạng nhất, trung học cơ sở có sao. Hạng nhì trường trung học cơ sở Mỹ Hội. Hạng ba, trường trung học cơ sở Tân Hội Trung. Ở sau đây thầy gọi tên các bạn nào thì bạn nên ngồi ở phía dưới gì đó giùm thầy tâm nha, rồi chút xíu mình nhận phần thưởng. Tiểu học 50m tự do tiểu học. Hạng nhất, Nguyễn Phương Trang, anh cho ngồi đó đi. Rồi con ngồi chút đây con. Rồi, hạng nhì,
Nguyễn Thanh Trúc. Trân trọng kính mời thầy Phạm Ngọc Tài, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lãnh lên phát. Lê Ngọc Tài, xin lỗi. Tiếp theo, nội dung 50 tự do 12-13. Hạng nhất, Nguyễn Thiên Thoại. Hạng nhì, Lê Thị Kiều Nhi. Hạng ba, Lê Thị Điểm Viên. Kính mời cô Lê Ngọc Phát Minh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Như Mỹ. Vâng, chào quý vị và các em. Chào gặp quý cô. Tiếp theo, trao huy chương nội dung 50m tự do nữ chung 14 Lê Thị Ngọc Nhi, trung học phổ thông Cao Lãnh 2, chuẩn bị. Em Dương Thị Ngọc Nhi, trung học phổ thông Cao Lãnh 2. Em chào kính mời cô Lê Ngọc Khắc Minh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nhị Mỹ, xin giao huy chương cho em. Tiếp theo, 50m tự do tiểu học, 50m tự do nam. Hạng nhất, Lê Quỳnh Minh Nhật, tiểu học Nhị Mỹ. Hạng nhì, Trương Tân Bác, tiểu học Phong Mỹ 2. Hạng 3, Đặng Hải Đăng, tiểu học Láo Dòng. Trân trọng kính mời thầy Lê Ngọc Tài, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Châu ưu tiên cho em. Trân trọng kính mời thầy. Tiếp theo là nội dung 50m tự do nam 12-13 trung học cơ sở. Hạng nhất, Võ Nhật Bảo. Hạng nhì, Trần Lê Đăng Trường. Hạng ba, Nguyễn Văn Phúc, trung học cơ sở Bình Thạnh. Trân trọng kính mời thầy Lê Kim Khang, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bình Thạnh, xin chào quý nhân vô các em. Trân trọng kính mời thầy. Tiếp theo, 50m tự do nam nhóm 14-15 trung học cơ sở. Hạng nhất, Phạm Thanh Huy, trường trung học cơ sở Như Mỹ. Hạng nhì, Nguyễn Hoàng Khang, trung học cơ sở Bến Sao. Hạng ba, Lê Hoàng Anh, trung học cơ sở Bến Sao. Chúng ta chuẩn bị. Yeah.
trân trọng kính mời cô Lê Ngọc Khánh Minh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nhân Mỹ đến trao huy chương cho các em. Trân trọng kính mời cô. Thế thôi nội dung 100m tự do trung học phổ thông. Hạng nhất em Phạm Hà Huy, trung học phổ thông Thông Linh, chuẩn bị. Mời em Phạm Hà Huy, trung học phổ thông Thông Linh. Trân trọng kính mời thầy Lê Ngọc Đài, phó trưởng phòng trung học phổ thông huyện Lãnh, lên trao huy chương cho em. Tiếp theo nội dung 50m nữ, nội dung tiểu học. Hạng nhất em Đặng Bích Ngọc, tiểu học Nhị Mỹ. Hạng nhì Nguyễn Phương Trang, tiểu học An Bình. Hạng ba Đặng Như Ngọc, tiểu học Nhị Mỹ. Trân trọng kính mời thầy Lê Trung Ca, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bình Thạnh lên trao huy chương cho các em. Trân trọng kính mời thầy. Nội dung 50 hết nữ nhóm 12-13 trung học cơ sở. Hạng nhất Bùi Thị Yến Nhi, hạng nhì Trần Thị Nhã Thanh, hạng ba Ngô Thị Hoài Hạnh, trung học cơ sở Bình Thạnh, các em chuẩn bị. Ít nữ nhóm 14-15 trung học cơ sở. Hạng nhất Hồ Thị Yến Khôi, hạng nhì Quỳnh Thị Như Ý, trung học cơ sở Như Mỹ. Hạng ba Phạm Thị Thảo Nguyên, các em chuẩn bị. Trân trọng kính mời cô Lê Ngọc Khắc Minh, hiệu trưởng trường Như Mỹ lên trao huy chương cho các em. Trân trọng kính mời cô. Tiếp theo nội dung 50m nam tiểu học. Hạng nhất Dương Chí Thiện, tiểu học Phong Mỹ 2. Hạng nhì Đặng Hải Đăng, tiểu học Gáo Dòng. Hạng ba Lê Chí Ngang, tiểu học Nhị Mỹ. Trân trọng kính mời cô Lê Ngọc Khắc Minh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nhị Mỹ lên trao huy chương cho các em. Trân trọng kính mời cô. Tiếp theo nội dung 50m nam nhóm tuổi 12-13 trung học cơ sở. Hạng nhất Lâm Văn Biên, hạng nhì Lê Minh Khanh, trung học cơ sở Nguyễn Văn Đường. Hạng ba Quỳnh Tấn Ngang, trung học cơ sở Ba Sao. Em chuẩn bị. Trân trọng kính mời thầy Lê Trung Ca, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bình Thạnh lên trao huy chương cho các em. Trân trọng kính mời thầy. Tiếp theo nội dung 50m nam trung học cơ sở nhóm 14-15. Hạng nhất Đặng Hải Luân, hạng nhì Phạm Thanh Quy, hạng ba Lê Đức Kiệm, Văn Hội Trung, các em chuẩn bị. Thank you.
Trân trọng kính mời cô Lê Ngọc Khắc Minh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung Mỹ lên trao huy chương cho các em. Trân trọng kính mời cô. Nội dung 100m đất nam trung học phổ thông. Hạng nhất em Lê Thanh Giàu, trung học phổ thông Cao Đẳng 2, chuẩn bị. Cô cắt bên trái lại luôn. Mời em Lê Thanh Giàu, trung học phổ thông Cao Đẳng 2. Tiếp theo Phát Nguy Dư, nội dung 4x50 tiếp sức nữ nhóm 12-13. Hạng nhất trường trung học cơ sở Bắc Sao. Hạng nhì trung học cơ sở Tân Hội Trung. Mời các em bước lên, bước lên một nguyên nhóm, bước lên một con nữ theo vô vô một bước lên. Sửa huy chương lại. Trân trọng kính mời thầy Lê Ngọc Tài, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân Châu cho được khen. Trân trọng kính mời thầy. Trung học cơ sở Mỹ Hội, hạng 3, trung học cơ sở Tân Hội Trung. Phần thi đấu và trao huy chương là môn thi bơi lội hội khỏe động lần thứ 23 năm 2024 của quyền Cao Lãnh. Ngày thi đấu đầu tiên ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mời thầy Lê Ngọc Tài, phó trưởng phòng đào tạo quyền Cao Lãnh, trao huy chương cho các em. Trân trọng kính mời thầy.